tới chỗ cái kệ gỗ lấy giùm chị cái kẹp tóc ấy. Một cái móng không biết va vô đâu mà đang thấy đau kinh trời. Cái móng chị ấn mạnh đau á, hai ngón cái luôn. Thấy nhiều mà anh chuyện gì thấy ít kìa. Quay lo quay đi cắn kẹo nữa.
Mình cứ đứng y chỗ đây rồi xuống làm theo chứ. Thank you.